Rồi em chào tất cả anh chị mình đang xem video của vườn lan sĩ anh chị em ha. Thì hôm nay em giới thiệu với anh chị em mình một cái cách mà mình tưới nước buổi trưa. Có nhiều anh chị em hỏi em là buổi trưa mình tưới nước có được hay không đó. Thì hôm nay em làm video em trả lời luôn và em thực tiễn luôn, em thực hiện luôn. Là em đang tưới nước buổi trưa anh chị ha. Lúc này 11 rưỡi rồi, 11 giờ 40 rồi, là 11 trưa anh chị. Thì cái cây của mình á, mình khi mình tưới như vậy là mình phải tưới đẫm hết anh chị em ha. Tưới cho nước nó nhiễu tổng, anh chị thấy dưới nền không? Dưới nền rất là ướt nha anh chị ha. Nền em đọng nước luôn á, để cho nó bốc hơi lên anh chị, cho nó mát cái cây, chứ không có gì hết. Cho nên chị em mình tưới nước buổi trưa thì lưu ý nha, tưới phải cho thiệt là đẫm, chứ không có tưới sơ sơ được. Tưới sơ sơ với nó sẽ gây cái hiện tượng là thúi đọt anh chị em ha. Thúi đọt thứ nhất, thứ hai nữa là cái cây của mình nó bị sốc nhiệt, thúi thân luôn. Nguy hiểm lắm nha anh chị em ha. Cho nên chị em mình khi mà tưới nước buổi trưa thì nó rất là hay. Và đặc biệt tưới nước buổi trưa nó có những cái công dụng rất là hiệu quả nha anh chị em ha. Khi mà cây mình lâu bông quá, lì bông quá hoặc là không ra rễ, lì rễ thì nó sẽ sốc nhiệt, nó tạo cảm giác sốc cho cái cây lan mình, rồi cây lan mình nó sẽ bung rễ bật mầm tự nhiên luôn anh chị em ha. Đó là một cái cách cơ bản thôi nha. Nhưng mà anh chị mình phải sử dụng phân bón này kia nọ để mình hỗ trợ thêm cho cái cây lan của mình nó đạt cái sức bật của nó tối đa, nghĩa là nó ra rễ nhưng mà cái rễ phải mập, ví dụ vậy thì nó phải chẻ xương cá này kia nọ thì mình sẽ sử dụng phân bón sau. Nhưng mà cái này là mình cho nó cái đỉnh sinh trưởng nó ra trước đi anh chị em ha. Thì đó là mình tưới nước buổi trưa, hiện tại em đang ở vườn luôn anh chị ha, ngay cửa hàng em luôn. Thì em hay tưới nước buổi trưa như thế này nè anh chị ơi, để cây của mình nó khỏe đó. Cả nhà mình lưu ý á, tưới nước buổi trưa thì gom chung lại là mình tưới nước buổi trưa thì nếu anh chị em nào mà mới chơi á thì mình tưới cho nó thật là đẫm đó, tưới cho thật là đẫm anh chị ha, tưới thật là đẫm luôn, ướt đọng nước luôn anh chị ha, tưới thật là đẫm đó. Thì cái cây mình anh chị thấy cây ướt không đó, ướt toàn thân luôn đó. Ok anh chị em ha, quá đẹp. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video, anh chị em mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp vườn lan sĩ nha anh chị em ha. Đó, cái vòi nước em tưới rất là mịn nha anh chị ha, để cho nó luồn vô tất cả các ngách. Cái cây ngọc điểm này nó rất là lì bông nha anh chị em ha. Ví dụ như cây ngọc điểm này rất là lì rễ nè. Cái này là kêu bằng ngọc điểm lai nha, nó rất là lì rễ nha. Em tưới có mấy lần thôi là nó bung rồi anh chị. Phun cái rễ nó cũng không ra nữa, nó rất là lì. Đó thì mình phải chuyển biến nó thôi, mình không thể nào theo nó được. Anh chị em ha, bà liễu bông rất là ok. Đó, anh chị em mình tưới cứ như thế mình làm thôi. Cơ bản là buổi trưa, lưu ý buổi trưa mình tưới, ví dụ như mình tưới thì mình phải tưới cho nó thiệt là đẫm. Chứ mình không có tưới mà yếu được anh chị em ha, tưới cho nó thiệt là ướt luôn. Đó, nước có nhiều tọn luôn. Thì cái vườn mình nó mới mát mà nó hạ nhiệt độ đồng loạt. Đó anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video nha anh chị em ơi. Thì anh chị em mình đăng ký kênh ủng hộ giúp ba vườn lan sĩ nha anh chị em ha. Rồi em xin phép cả nhà em xuống video, anh chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ. Anh chị mình có thắc mắc gì á cứ comment bên dưới nha anh chị em ha, cứ comment bên dưới video thì em sẽ giải đáp cho anh chị em mình luôn ha. Đó, có những cái kinh nghiệm mà em học được em chia sẻ lại. Thì những anh chị em nào mới chơi á mà mình chưa có kinh kỹ những cái kỹ thuật về chăm sóc lan cơ bản á thì anh chị em có thể liên hệ ha, em về chia sẻ với anh chị em mình luôn đó anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video anh chị em ha. Đó, anh chị thấy mình nó bật mầm lên hết á. Rồi em xin phép cả nhà em xuống video anh chị. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều.